Chào bác, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Ngày hôm nay bên cửa hàng em về thêm một cặp loa rất là chất lượng của hãng JB Bồ Sao. Và hôm nay thì em sẽ cùng với các anh em tham khảo về mặt hình thức và tính chất lượng thanh của dòng cặp loa Bát 30 bên cửa hàng Tùng Audio mới về hàng này. Và em này thì sẽ có đầy đủ thông số cho anh em, hàng sản phẩm chính hãng đến tay các bác, anh em có tem mác đầy đủ, các bác anh em lựa chọn và check hàng nhé. Và em cùng các anh em xem về thiết kế hộp đã các bác ơi. Và bên góc rìa các bác, ở phần hộp nó cũng có ghi luôn cả tất cả phần thông số cơ bản của dòng loa Bát 30 này. Đây là một dòng loa full gia đình, anh em thể chơi với không gian gia đình từ 30 cho thậm chí là đến 50m2. Tiếng ra thì như thế nào, lát nữa em của bác em trải nghiệm luôn thực chất với tính chất âm thanh của dòng loa này. Và đây sẽ là model AK9012 để các bác em có thể lựa chọn. Và ngay bây giờ thì cùng với em Tùng đập hộp và trải nghiệm về những giao diện và tính chất âm thanh đến từ cặp loa của JB các bác nhá. Các anh em, đây là hình thức giao diện của dòng loa Bát 30 JB và anh em được nhìn thấy về hình thức rất là đẹp mắt đúng không ạ? Có đầy đủ logo thương hiệu này và chắc chắn rồi anh em có thể check luôn qua mã QR. Em cam kết đảm bảo cho anh em đây là dòng sản phẩm chính hãng đến từ nhà phân phối JB, hàng nhập khẩu nguyên chiếc luôn, mới tinh 100% là bạn được xem em đập hộp rồi đúng không ạ? Và em cùng các anh em quay về xem chi tiết hơn về mặt thiết kế giao diện của dòng loa Bát 30 các anh em JB, các anh nhìn đây. Thiết kế rất đẹp mắt luôn ạ, sang trọng và khi chúng ta ghép vào phòng hát gia đình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa với những cặp loa nhập khẩu chất lượng như thế này. Các bác được nhìn thấy ở phía sau sẽ là tên model AK9012 và đầy đủ thông số cho anh em có thể nhìn vào đây chúng ta biết được cái loa này sử dụng ở các cái giải thông số như thế nào. Đầu tiên là độ nhạy là 104 dB, trở kháng là 8V và công suất tối đa có thể đạt được 500W cho anh em. Sử dụng hai đầu lưu chip cho anh em sử dụng với dây rắc cắm hiện đại bây giờ. Có phần lỗ thông hơi ở phía mặt sau đấy các bác, anh em nhìn thấy ạ. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng những cái cặp loa hàng nhập khẩu tốt và chất lượng như này, và đặc biệt là hàng chính hãng nữa thì chúng ta sẽ yên tâm hơn về phần chất lượng ạ. Chúng ta có thể chơi lâu dài và yên tâm về hãng người ta làm thiết kế từ tất cả các đường nét chi tiết là máy móc đóng hoàn toàn. Các bác anh em yên tâm hẳn về cái thiết kế khung và chắc chắn là cái tư chất âm thanh ấy nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc chúng ta sử dụng những cặp loa đóng thông thường ở Việt Nam. Và ngày hôm nay thì bên em lên sóng cho anh em ngay đó là dòng loa Bát 30 của JB, và anh em muốn với giá tốt nhất thì hãy liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio theo số thoại 0979629336. Em khẳng định luôn một cặp loa như này thì giá thành cực kỳ rẻ luôn anh em ơi, giá bình dân cho anh em chơi nhá. Cứ liên hệ bên em sẽ có ngay giá tốt nhất cho anh em với cặp loa JB AK9012. Và cùng với em trải nghiệm tiếng chất âm thanh thực tế của cặp loa Bát 30 của JB nào các bác ơi. Em sẽ cùng các anh em trải nghiệm tiếng chất âm thanh của cặp loa JB AK9012 cho các anh em. Ở đây thì em cũng sẽ ghép với một con đẩy, một con vang để em cùng các anh em trải nghiệm cái chất âm thanh thực tế của cặp loa này khi chúng ta ghép với khóa gia đình nhá. Đầu tiên thì cùng với các bác nghe phần nhạc trước. Cặp loa JB AK9012 này có một cái đường tiếng rất là tốt. Khi mà chúng ta nghe nhạc ấy, thì sẽ hỗ trợ trong việc chúng ta nghe những tông bản nhạc, đặc biệt là với những anh em mà muốn nghe nhạc trữ tình, nhạc vàng hay là bolero, thì những cái dòng nhạc như vậy thì tiếng của loa full thường thường nó sẽ là giải lời nhiều hơn và nghe về cái độ sáng tiếng thì có ở trên dòng loa JB này. Thế nên là hoàn toàn anh có thể lựa chọn phiên bản loa này chơi khóa gia đình để làm gì ạ? Để chúng ta nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, nhạc trữ tình
rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta nghe được cái tiếng chét sáng hay tiếng ngời rõ nét thì chính xác anh em đang sử dụng với những cặp loa có đường tiếng cực kỳ tốt. Và không chỉ hỗ trợ cho việc chúng ta nghe nhạc tốt đâu, và em sẽ cùng các anh em trải nghiệm luôn khi mà chúng ta sử dụng để alo tiếng mic, khi mà những cái cặp loa này ghép nối phòng hát gia đình, liệu cái tiếng ra nó có đạt được hiệu quả cao cho cái tiếng lời sáng hay tốt hay không, thì cùng với em trải nghiệm ngay bây giờ các anh nhé. Ở đây thì em sử dụng dòng mic dây giá rẻ tiền thôi, ghép với một con vàng cũng cơ bản bên cửa hàng em, ghép đối trực tiếp qua hai cặp loa này và cùng với anh em trải nghiệm tiếng chữ âm thanh khi chúng ta sử dụng hát cao kê hoặc là chúng ta nghe tiếng lời qua cặp loa gì đây này coi nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10. 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7. 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Rất tuyệt vời, các bạn đã được trải nghiệm vừa về phần nhạc này. Và bây giờ thì em cũng đã cho anh em nghe qua về tiếng chất âm thanh khi chúng ta alo thử đường tiếng với cái việc là chúng ta sử dụng hát cao kê gia đình. Với cái dòng loa JB AK9012 này thì em cảm thấy là cái đường tiếng rất là tốt. Khi mà chúng ta sử dụng nghe nhạc thì nó phát huy tối đa cái khả năng mà chúng ta nghe rõ cái lời, đặc biệt là những cái tông bản nhạc trữ tình. Đấy, và khi mà chúng ta hát nữa, khi mà chúng ta alo thử tiếng mic thì anh em đã được thấy được tiếng chép nó rất là sáng. Cái giọng mà khi chúng ta sử dụng qua cái cặp loa này thì tiếng có cảm giác là tiếng nó được thanh thoát hơn này, có độ lét tiếng này, độ chi tiết và sáng tiếng hơn rất là nhiều. Và đây sẽ là một trong những cặp loa chủ đạo ở cuối năm 2023 để phục vụ anh em. Đây là anh em nào đang có nhu cầu với cặp loa gia đình chất lượng hàng chính hãng đến với Tùng Audio, và em khẳng định một cam kết cho anh em, gọi điện đến bên em Tùng Audio là chắc chắn các bác anh em sẽ mua được cặp loa này với mức giá rẻ nhất và tốt nhất. Và video của em Tùng xin dừng lại tại đây. Hẹn lại tất cả các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.